Tin tốt đây các em, chúng ta có học sinh mới. Hãy hòa thuận với nhau nha. Chào mừng em. Ai vậy ta? Đây là FB, chào bạn đi. Vâng, mình đang ở đâu vậy? Nhanh lên, Kim Tiến đâu? Phải đợi cho tới khi nào nữa? Vỗ tay thoải mái đi nha. Vậy sao? Sao cậu ngạo mạn quá vậy? Đúng rồi, mình quên mất. Mấy cậu nói như nào với cái này đây? Trời ơi, cô ta điên rồi. Abby, chúng ta không nên làm như vậy. Tuyệt, được rồi nè, nữa này. Coi chừng, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta có gì tiếp đây? Được này, đúng thứ ta cần đây. Không, không, không. Abby à, em về ghế ngồi được rồi. Trời ạ, kêu căng thật mà. Đồ thú vị thật. Cất nó mau lên, giải tán hết đi. Còn nữa nha các em, Alex đến đây. Hãy chào đón bạn thật nồng nhiệt đi nào. Em biết bạn ấy. Alex, nhìn xem mình có gì nè. Chào ơi, tuyệt thật đó nha. Cho mình xin chữ ký được không? Mình nữa nha, mình cần lắm luôn. Tất nhiên rồi, chuyện nhỏ mà. Mong là em không quên thầy. Tuyệt vời, em về chỗ ngồi được rồi đó. Gửi thầy, em tặng thầy ạ. Các em à, hãy cảm ơn Alex nào. Thật khó tin, như là mơ vậy. Chưa gì mà mình thích ở đây rồi đó. Được rồi, bắt đầu học thôi nào. Mở tập sách ra đi. Này, vâng, sao hả bạn? Truyền sách xuống và nhanh giùm đi. Được thôi, chẳng có gì mới. Hình như có ai đó không được vui. Chào. Chào mừng cậu nha. Chào cậu, nơi này ở miễn phí sao? Tất nhiên rồi, cậu cứ tự nhiên đi nha. Tuyệt thật, vậy chúng ta là bạn cùng phòng rồi. Cái gì đây? Chào, cô ta cũng ở đây à. Đồ của ai đây? Mang nó đi giùm đi. Nơi này là của mình nha. Chuyện gì đây chứ? Không, cậu thấy không vậy? Tuyệt vời, anh đi được rồi đó. Tránh ra đi, cậu ngán đường của mình rồi. Không thể tin được. Giờ mình phải làm gì đây? Đúng vậy đó, tình huống gì đây chứ? Khoan đã, cậu có khoảng trống rất rộng ở đây nè. Cậu giỡn hả? Âm thanh gì vậy? Cháu ơi, mình phải xem sao mới được. Tự nhiên như ở nhà nha. Điên thật, mình chưa bao giờ thấy chuyện này lần nào luôn. Thôi thì quẩy lên đi nào. Này, im lặng giùm cái đi. Mấy người đó nghĩ đang làm gì vậy? Cậu có nghe thấy không? Kệ đi, cô giàu có đó đúng là đồ ngốc mà. Thật sự luôn, rất là nực cười. Xem ai tới kìa. Chào, mấy cậu thấy bộ đồ của mình sao hả? Có gì không ổn sao? Mình kể tới đâu rồi ta? Lúc đó rất tuyệt, tụi mình đi ngang qua công viên. Nè, mấy cậu không hiểu à? Đây là bộ sưu tập mới nhất đó nha. Rồi sao? Kệ đi. Tới đâu rồi ta? Đúng rồi, tụi mình đang đi dạo. Thì anh ta... họ thì biết gì về thời trang chứ. Chào cả nhà yêu. Lúc đó rất là mắc cười. Mình tưởng là anh ta... Châu ơi, nhìn cậu ấy kìa. Điên thật đó. Ý mình là rất sang trọng. Đúng vậy. Nè Alex, cậu trông tuyệt lắm luôn á. Này, làm gì có, cũng bình thường thôi à. Thôi nào, mình cũng muốn trông như thế nữa. Chà, mình nghĩ mình biết được rồi. Cậu tuyệt lắm Alex à. Xin chào, tôi cần anh giúp. Bộ đồ không tệ đây. Tôi giúp gì được hả? Cảm ơn nha, nhưng tôi muốn bộ đồ trào lưu hơn. Đừng lo, ta sẽ tìm được trong vài phút thôi. Cái này thì sao hả? Không, không, không. Vậy thì cái này nọ. Anh không hiểu rồi, tôi muốn thử cái gì đó ấn tượng hơn. Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu. Giấy bìa cứng, đó là thứ tôi nói tới. Cô chắc chứ? Thôi thì, khách hàng luôn luôn đúng mà. Chi tiết cuối cùng đây, xong rồi nè. Tuyệt, xong rồi đó. Một ngày tốt lành nha. Đợi đã, còn tiền thì sao nào? Đúng vậy ha. Tất nhiên rồi, của anh đây nè. Cảm ơn nha. Được rồi, tôi phải đi đây. Tuyệt vời, cậu lại tuyệt nữa rồi đó Alex. Chào mọi người. Giờ mấy cậu thấy sao? Giấy bìa cao cấp, quá đẹp đúng không? Abby, cậu thật lỗi thời quá. Hãy nhìn Alex đi nè. Túi bọc là trào lưu mới đó nha. Abby, trông cậu đẹp lắm. Thật đó, nhưng sao lại được? Tụi này đang bận rồi. Nó rất đắt tiền luôn á. Thôi, lại lỡ nó rồi. Wow, buổi nhạc hội. Chính xác, nó sẽ rất tuyệt cho mà xem. Chà, không sao chứ. Tuyệt, vậy thì bắt đầu được rồi.
Mọi người sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu thôi. Yeah. Cái gì đây? Chán ồn. Sao mà có thể nghe được chứ? Ồ không, đến lúc dừng nghe nhạc cổ điển rồi. Nhìn kìa, có gì đó bên kia vui quá kìa. Đúng vậy, là tiệc khá ổn đó. Nhanh nhanh qua bên kia thôi. Nè, khoan đã. Chuyện gì vậy? Mọi người đâu hết trơn rồi? Ồ, tuyệt vời. Bữa tiệc hip hop bắt đầu. Lại là cô ta nữa. Sao mình xui xẻo quá vậy nè? Woohoo, quẩy tưng bừng thôi. Tuyệt vời. Tiệc thế này mới vui chứ. Không tệ. Cầm lấy đi. Anh đùa tôi à? Đủ rồi nha. Chịu hết nổi rồi. Xin chào. Vâng, họ đều ở đây cả. Mau qua đi. Xin lỗi cô, cho tôi xin chữ ký được không? Tất nhiên, không thành vấn đề. Tuyệt quá. Cảm ơn. Mình thật may mà. Chuyện gì vậy? Chuyện rất là thú vị. Thầy cứ nhìn đi. Quẩy tiệc vui vẻ quá ha. Thầy qua kiểm tra thử xem sao. Đúng vậy, cho chừa mấy người nha. Cha cha, có chuyện gì ở đây? Sao mấy em không gọi thầy? Yay, tiệc tùng à. Tất nhiên rồi. Mình không thể tin được. Thật bất công mà. Này, thả tôi xuống ngay đi. Ồ không, mấy trò trẻ con đó nữa rồi. Tuyệt vời, mình thích vẽ nhất. Achi. Wow, các em đã đến đủ chưa? Tuyệt, thầy sẽ ra ngay. Thầy đây rồi, các em thấy sao hả? Thầy ấy sao vậy? Thật độc đáo. Đợi thầy tí nha. Xong rồi, các em bắt đầu đi. Tuyệt, sao đây? Mình có ý tưởng hay hơn nè. Xin chào, vâng, tôi cần anh giúp đỡ. Tôi đợi đó nha. Mình nghĩ nó cũng khá ổn áp đó. Wow, Alex, tuyệt thật đó nha. Hoàn hảo, thầy sẽ rất thích cho mà xem. Cô là FB. Vâng, là tôi. Anh đến thật đúng lúc. Tuyệt vời, trông giống hệt luôn. Không, cậu không được làm như vậy mà. Đừng tin cậu ta. Cậu ta đạo ý tưởng đó. Wow, nhìn thật giống nha. Rất đẹp luôn. Đây nè, thầy nhìn đi. Cô ta gian lận. Không công bằng mà. Thật sao? Tất nhiên rồi, ý tưởng của em mà. Đánh rớt cậu ta đi. Thầy hiểu rồi. Su đừng lo. FB, FB à, sao em có thể làm như vậy được? Thầy nói gì vậy chứ? Em không có liên quan gì cả. Thật không thể tin được. Alex, em làm gì vậy? Mình nghĩ mình rớt rồi. Có gì không ổn sao? Cậu im lặng đi. Chuyện lớn rồi. Thật tuyệt vời. Thần tượng của thầy là siêu nhân đó. Đây nè, em nhìn đi. Giỏi lắm Alex. Em cũng không tệ nữa Su. Và thầy có việc cho em làm đây. Đi thôi. Này, chuyện gì vậy? Có chuyện gì đó? Cô ta định làm gì vậy ta? Tôi muốn mua hết đồ ăn ngon. Tất nhiên, chuyện nhỏ của cô đây. Nhưng sao lại được? Không công bằng. Nhìn kìa, cô ta mua hết bánh kẹp thịt rồi. Chỉ còn lại cháo yến mạch mà thôi. Chúc ngon miệng. Nó trông không được ngon cho lắm. Mình quên lấy thứ này. Nhìn cô ta đi kìa. Đợi một chút, mình nghĩ là mình biết phải làm gì rồi. Mình tới đây. Hay là ăn cháo yến mạch trái cây đi. Mấy cậu sẽ thích lắm nha. Nè đằng kia, một cái bánh đổi bằng tình bạn. Có ai muốn làm bạn với mình không nè? Không nha, không có tác dụng gì đâu. Sao cũng được. Xong rồi, chúc ngon miệng. Nó trông ngon miệng đó ha. Rất ngon luôn. Cho mình lấy thêm nha. Tất nhiên, không thành vấn đề. Thôi được rồi, mấy cậu có thể ăn này. Hả? Sao lại thế? Ý mình là thật lòng mà. Cảm ơn Alex, nó rất ngon luôn. Thôi nào, không khó cho lắm đâu. Mấy cậu đi đâu vậy? Mình không tin được. Happy, cậu muốn ăn cháo yến mạch không nè? Không, cảm ơn, mình có mọi thứ rồi. Thôi thì tùy cậu. Các em có rất nhiều việc phải làm. Bài tập là tạo công thức nước hoa thơm nhất. Bắt đầu thôi nào. Tuyệt, thú vị thật nha. Đúng vậy. Chuyện bình thường thôi mà. Abby, kính của em. Được thôi, được thôi. Hoàn hảo. Nào, giờ chúng ta bắt đầu được rồi. 3, 2, 1, bắt đầu nào. Làm gì đây ta? Đúng rồi. Mình sẽ làm mùi hoa dại. Không tệ nha. Đúng rồi. Còn mình sẽ làm mùi vani. Vàng. Kim cương. Đúng vậy. Mình sẽ tạo mùi hương siêu nổi tiếng. Mèo thật dễ thương. Wow, mình nghĩ mình làm được rồi. Mình cũng làm ổn áp nữa nè. Chào ơi, cái
cái gì trong đó vậy? Tuyệt, đúng thứ mình cần nè. Ha ha ha, mấy cậu không thắng được mình đâu. Thật sao? Để xem nào. Hết giờ, để xem mấy em làm được gì rồi. Trời ơi, quả là đỉnh của chớp. Hoa, rất là nhiều hoa luôn. Thầy ơi, thầy thấy sao nào? Rất tốt, em làm rất tốt. Đến lượt của em đó, Su. Không tệ. Ồ không, thầy bị dị ứng với vani. Giờ tới lượt của em. Đợi đã, em sẽ tự làm của em nha. Khoan đã, FB, thầy nghĩ thầy phải ra ngoài. Thôi thì em sẽ thử vậy. Đừng là vani chứ, mình cũng bị dị ứng nữa. Tới lượt của mình. Không, đừng có xịt mà. Chào ơi, Su à, cậu tuyệt thật đó nha. Ồ không, chuyện này là sao? Mấy thứ này ở đâu ra vậy? Su, là Su kìa, nhìn đi. Không đời nào, đến lúc chuồng phải đây rồi. Đúng là thảm họa, nó là mùi của sự nổi tiếng. Trời ơi, chúng ta phải làm gì đó. Abby à, mọi thứ ổn chứ? Đừng có chạm vào mình mà. Mình nghĩ mình biết phải làm gì rồi. Chúng ta cần có nước hoa tình bạn. Abby và Alex mãi mãi là bạn. Abby à, mình có cái này cho cậu nè. Nhanh đi, xịt thử đi. Wow, cậu thật tốt mà. Cảm ơn nha. Thật tuyệt khi là bạn của nhau. Cứu, cứu mình với. Hình như người hâm mộ của Su sẽ làm phiền cô một thời gian dài đó.